Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Hôm nay 15 tháng 3, 2024, kênh cập nhật giá sầu riêng để bà con tham khảo. Tại khu vực miền Tây, mứt sang kiên 135.000 tới 140, Black Thorn 130 tới 140, sáu hũ 125.000 tới 130.000, chuồng bò 135.000 tới 140, ri sáo hàng đẹp giá 125 tới 130.000 đồng, ri sáo mua xô giá 105 tới 115.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái hàng đẹp giá 200.000 tới 208.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô 107 tới 108. Ở miền Đông, ri sáo hàng đẹp giá 102 tới 103, ri sáo mua xô 105.000 tới 115.000. Sầu Thái hàng đẹp giá từ 200 tới 207, sầu Thái mua xô dao động từ 107 tới 175.000 đồng. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp giá 102 tới 103, ri sáo mua xô 105 tới 115.000. Sầu Thái hàng đẹp từ 200.000 tới 207.000, sầu Thái mua xô 107 tới 175.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.